Tiếp tục series những chiếc điện thoại hiệu năng rất tốt trong phân khúc giá từ 6 đến 9 triệu để cho các bạn chơi test nhé. Với phân khúc hôm trước là từ 4 đến 6 triệu thì các bạn chỉ thấy những con chip mà nó vừa tầm thôi. Còn với phân khúc này thì các bạn sẽ thấy những con chip cực kỳ mạnh và RAM, ROM cao, thậm chí lên tới là 512GB nữa. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhé. Hôm nay nhìn hơi nhiều màu sắc một tí anh em ạ. Đấy, mình cũng muốn cho anh em xem là các phiên bản màu sắc của những chiếc điện thoại smartphone bây giờ đẹp đẽ đến như nào. Và một cái câu châm ngôn của mình cũng giống như trong clip trước thôi. Anh em mua của mình hoặc anh em mua của người khác không sao cả. Quan trọng là anh em xem được video, anh em biết được cái khoảng giá của cái chiếc điện thoại đấy để anh em tự đưa ra cái quan điểm cá nhân của anh em nhá. Cái con máy đầu tiên trong phân khúc giá từ 6 đến 9 triệu này, con này ấy nó chỉ có hơn 5 triệu thôi. Còn cái phiên bản cao hơn 16/256 của nó mới là hơn 6 triệu. Mà cái con 12/256 này là cái con kiểu xấu ma chê quỷ hờn, đeo ốp vào mới nhìn được. Thì nó là cái mức giá rẻ nhất thị trường, ma chê quỷ hờn mà. Nhưng con này cái hiệu năng của nó thì kinh khủng khiếp luôn. Anh em có con chip 8 cộng Gen 1 nhá, đây là IQ 10. Anh em có Origin đó, mượt mà có sắc tiếng Việt. Anh em có chế độ Master cực kỳ nổi tiếng của Vivo đó. Và anh em có cả camera chống rung khoa học luôn. Cái con xấu ma chê quỷ hờn sẽ là hơn 5 triệu đó. Và cái con 16/256 nó ok hơn thì sẽ là hơn 6 triệu. GT Neo 5 không thể không xuất hiện trong cái 6 đến 9 triệu được. Có hai phiên màu sắc là bao gồm màu tím và màu trắng như thế này. Màu tím là cái màu signature rồi, màu trắng thì cái màu mà gọi là nhã nhặn, ai cũng dùng được thôi. 8+1 có chế độ GT, cam có chống rung học, có đèn RGB cực kỳ hay, pin trâu và cài đặt sẵn ROM quốc tế, màn hình 144Hz. Giá thì chỉ từ có 60x tiểu học thôi anh em ạ. Cực kỳ rẻ. Tiếp theo là GT 2 Me. Con này cũng của thương hiệu Realme anh em nhé. Mình chỉ có phiên bản màu trắng thôi. 12/256. Thì con này nó có chiếc G ẩn ở đây. Nhưng mà chiếc G nó cũng là một cái kiểu marketing thôi, chứ thực ra là để gọi là chiếc G xịn được như những cái dòng gaming phone thì chưa. Đó, nhưng mà con này công nhận thiết kế quá đẹp. Khung kim loại trước sau một kính nhá. Viền nó cũng mỏng nữa, pin cũng 5000 rồi. Giá sẽ là 6.x triệu nhá. 12/26. ROG Phone 5 và 5S thì hôm trước là cái con bản xấu thôi. Còn những con này thì hình thức nó ok hơn, nó không bị vỡ lưng anh em nhá. Chiếc G hoạt động ngon lành. Và nào sẽ có cái phiên bản cả 16/256, 12/256. Đó, và 12/128 thì cái phiên bản 16/256 nó chỉ loanh quanh 7 triệu thôi. Còn phiên bản 12/256 thì đương nhiên nó ở cái mức giá là 6.x triệu rồi. Mấy con này thì pin 6000 tối ưu về game, rồi chiếc G có nhiều cấp, nói chung ROG Phone là cái dòng rất nổi tiếng rồi. Mặc dù con chip của nó chỉ là 888 và 888 cộng thôi, nhưng mà nó tối ưu về hiệu năng rất là khét. OnePlus ACE 2 cũng không thể không nhắc đến trong bảng xếp hạng lần này. Con này thì thiết kế màn hình thác nước đổ này. Rồi thì cũng màn hình 1.5K AMOLED, chip cũng 8 cộng Gen 1 luôn. Và quan trọng là con máy này thì cái camera của nó thì cũng có chống rung khoa học nhé. Cái này thì nó hơn so với ACE2V. Pin 5000, những bản RAM đều rất cao, 12/26 và cũng như là 16/26. Giá nó chỉ từ đầu 6.x và 7.x thôi anh em ạ. K60 Ultra thì mình mới lấy được đủ phiên bản màu sắc, bao gồm là màu trắng, pha vàng, khung vàng, màu xanh, đây chắc gọi là màu xanh pin nhỉ, và cũng như là màu đen. Nói chung là K60 Ultra là cái dòng thiết kế đẹp hơn rất nhiều so với cả K60 Pro. Tuy nhiên thì mỗi con nó sẽ có một ưu điểm và nhược điểm khác nhau. K60 Ultra thì được cái là RAM ROM cao, bản base của nó đã là 12/26 rồi. Tiêu chuẩn kháng nước là IP68 này, màn 1.5K và tần số quét lên tới là 144 luôn. Đó, con chip thì Dimensity 9200 cộng 4 nanomet, siêu mạnh anh em ạ. Con này thì full box nhá, bộ nhớ trong UFS 4.0 tốc độ cao, vân tay ở phía trong màn hình. Giá thì nó là 7.x anh em ạ. K60 Pro ít thôi, còn rất ít thôi, là màu trắng và màu đen. Mặc dù cái mức giá của nó hiện tại nó rẻ hơn so với cả K60 Ultra rồi, nó rẻ hơn khoảng tầm là mấy trăm nghìn đồng gì đó, nhưng mà nó vẫn có những anh em lựa chọn bởi vì nó sử dụng con chip lành, gọi lành đi, Snap 8 Gen 2. Nó chỉ kém 8 Gen 3 có tí thôi, anh em hoàn toàn không thể nhận ra được cái sự khác biệt đấy. Và con chip này thì rõ ràng là nó có thể giúp cho anh em sử dụng game hay là kể cả những cái ứng dụng bình thường rất là lâu. Có hỗ trợ sạc nhanh 120W. Đó, con này cũng là full box nhá. AMOLED rồi hai loa các thứ, camera cảm biến cũng khá ngon. Và cái chiếc điện thoại cuối cùng dưới 9 triệu trong cái phân khúc giá này cũng là sản phẩm mà có bộ nhớ trong cao nhất cái bảng mà mình đưa ra, đó chính là ACE 2 Pro. Con này sử dụng bộ nhớ trong lên tới là 512GB. Nó bằng nửa cái máy tính của mình. Thì với cái bộ nhớ trong này thì anh em có thể là lưu trữ rất nhiều văn hóa Nhật Bản các thứ thoải mái vô tư, đúng không? ACE 2 Pro thì nó thiết kế gần như kiểu là con OnePlus 12 vậy. Cam được làm nổi lên rất là đẹp, màn hình kính Asahi này, độ sáng tối đa 1600 nits cơ, thì chuẩn bộ trong 4.0, con chip 8 Gen 2 rất là mạnh, mát, có sẵn tiếng Việt, quay phim cũng có chống rung học, 4K 60 khung hình, vân tay phía dưới màn hình. Dưới 9 triệu cho phiên bản 16/512GB. Bảng tổng hợp về game hiệu năng đấy ở phân khúc giá là từ 6
đến 9 triệu mình mới làm 4 đến 6 và 6 đến 9 thôi. Còn lại thì cái phân khúc là từ dưới 4 triệu mình chưa làm, thì có gì mình cũng sẽ làm cho anh em sau. Và đương nhiên là mình sẽ còn làm những cái bảng xếp hạng khác, những con máy anh em cần chú ý để mua cái dịp Tết. Ví dụ bảng xếp hạng về camera này, hay bảng xếp hạng về viền màn hình, bảng xếp hạng về pin, bảng xếp hạng về thiết kế các thứ đó. Cũng như cái câu nói từ đầu video của mình là anh em xem video của mình là hạnh phúc lắm rồi. Anh em có mua hoặc là anh em có mua chỗ khác cũng không sao cả. Chủ yếu là muốn cho anh em biết về những mức giá của chiếc điện thoại ở thời điểm hiện tại thôi. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1, còn giá nó sẽ thay đổi liên tục nữa. Anh em quan tâm thì có thể nhắn tin qua mình ở Facebook và Zalo nha. Mặc dù anh em có thể không mua của mình cũng được, nhưng mà đợt cuối năm này phải công nhận là hàng nhập về rất khó, cái máy nó hết rất là nhanh. Anh em ưng mã nào thì anh em có thể là lựa chọn trước và cân nhắc trước để chọn ra cái sản phẩm, và cũng như là chuẩn bị sẵn tiền trước để mua nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video đây trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.